Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị có một ngày tốt lành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết sáng nay, ngày 7 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì giải mưa dông đi qua Bắc Bộ lại có xu hướng là hoạt động mạnh hơn ngày hôm qua. Với xoáy thấp tồn tại ngay trên khu vực của Vịnh Bắc Bộ thì trung tâm mưa lúc này ngoài các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc ra thì sẽ còn là các tỉnh thuộc khu vực Trung Du và cả Đồng bằng Bắc Bộ và cả các tỉnh ven biển như là tại Quảng Ninh hay là Hải Phòng. Thời điểm mưa chính nhiều khả năng sẽ là chiều tối nay. Trong cơn dông thì thường tiềm ẩn nguy cơ là có gió giật mạnh. Do vậy mà khi lưu thông trong thời điểm này, quý vị và các bạn cần phải hết sức cẩn trọng. Bên cạnh đó thì những khu vực mưa duy trì nhiều ngày qua cho đến ngày hôm nay thì nguy cơ sụt lún và sạt lở, lũ quét, lũ ống vẫn đang tiềm ẩn. Người dân cần phải tiếp tục nâng cao cảnh giác và chủ động di chuyển đến nơi có nền đất vững để tránh những thiệt hại đáng tiếc rất có thể sẽ xảy ra. Đến trưa chiều nay thì toàn miền Bắc nhiều mây hơn, đôi lúc sẽ có mưa rào và nền nhiệt độ thì cao nhất ngày phổ biến dao động ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Rãnh mây dông nâng trục lên phía Bắc đồng nghĩa với việc là mưa sẽ giảm hẳn tại khu vực các tỉnh miền Trung. Chiều tối nay thì mưa dông vẫn còn xảy ra tại phần phía Bắc bao gồm có Thanh Hóa và phía Bắc của Nghệ An. Còn trong ngày hôm nay thì toàn khu vực từ Trung Bộ phổ biến là sẽ ít mưa, mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên và dao động trong khoảng là từ 33 cho đến 36 độ. Vùng nóng sẽ là tại các tỉnh như là tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng như là ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cho đến khu vực của Phú Yên và cả tỉnh Ninh Thuận. Còn riêng với tỉnh Bình Thuận thì có nền nhiệt độ dịu mát hơn một chút. Sáng nay nhiệt độ sẽ ở vào khoảng là từ 25 đến 26 độ và trưa chiều tăng lên mức là từ 32 cho đến 33 độ và còn có mưa rào nhẹ vào lúc chiều tối nay. Như vậy là ngày hôm nay tiếp tục là một ngày thời tiết thuận lợi cho bà con ngư dân ở miền Trung có thể tổ chức các chuyến ra khơi đánh bắt gần bờ, thậm chí là cả xa bờ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là du khách tại các điểm du lịch ở ven biển miền Trung và các điểm du lịch di sản văn hóa cũng có được một ngày tham quan, vui chơi, vui vẻ. Thưa quý vị, hiện nay thì gió mùa Tây Nam suy giảm về cường độ, do vậy mà hôm nay mưa dông có xu hướng là sẽ tiếp tục giảm thêm. Khắp các tỉnh thành phía Nam thì sẽ có mưa rào rải rác trong khoảng chiều tối nay, tuy nhiên thì lượng mưa chỉ ở khoảng là dưới 10mm. Tại Tây Nguyên sáng nay thì trời vẫn còn se lạnh, đặc biệt là tại Đà Lạt, sáng nay thì nhiệt độ chỉ còn ở mức là 16 độ mà thôi. Trời se lạnh và đặc biệt với người già trẻ nhỏ thì còn có cảm giác khá là rét. Đến trưa nay thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên được ở mức là 23 độ. Đêm nay thì trời lại quay lại với trạng thái là se lạnh. Còn về mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay tại Tây Nguyên sẽ dao động ở trong khoảng là từ 29 cho đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ mức nhiệt là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết biển. Thưa quý vị, gió Tây Nam có cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5, bao phủ hầu khắp khu vực của Biển Đông. Riêng phần phía Bắc Biển Đông thì có thể còn mạnh lên ở mức là cấp 6. Mưa dông xảy ra nhiều tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm có cả khu vực của quần đảo Hoàng Sa. Trong cơn dông cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam ở mức là cấp 5, nhiệt độ duy trì trong khoảng là 27 cho đến 32 độ. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, nhiệt độ là từ 26 đến 33 độ. Thưa quý vị, như vậy ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Khu vực miền Trung thì có mưa vài nơi, ngày oi nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều vào chiều tối ngày mai. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.